Hello, xin chào mọi người, xin chào anh em đồng nghiệp, xin chào anh chị quý khách hàng thân mến. Em là Hoàng Sport, em là chủ tịch của kênh Lee Sport. Với quan điểm là mang lại cho quý khách hàng những cái xe chất lượng, cho nên anh chị em nào mà có nhu cầu về những cái xe gang chắc thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0918 428822. Sau đây là em sẽ quay sơ lược về cửa hàng của em nha anh chị em quý khách hàng. Chủ đề hôm nay thì em xin giới thiệu với quý anh chị em khách hàng thân mến là hôm nay em sẽ quay một cái xe SH Ý 150, số đầu là 105, đăng ký 21. Chiếc xe rất là còn chắc và nguyên bản nha quý anh chị em khách hàng mình. Đây, còn đây là cửa hàng sơ bộ của em. Đấy, thì ngoài những cái xe mà của ngày hôm nay em muốn quay cho anh chị em mình thì em sẽ quay sơ lược một vài xe cửa hàng em còn. Thì hẹn sẽ khi nào có thời gian thì em sẽ xin làm những cái video clip thật là cụ thể để cho anh chị em nào có nhu cầu thì sẽ xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0918 428822, hoặc là anh chị em nào cũng có thể tham khảo khảo giá hay là tham khảo chất lượng xe thì cũng có thể là nhìn qua video clip mà cũng có thể định vị được phần nào cái xe mình đang tìm hiểu và mình cần mua. Rồi thì xin trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay thì em sẽ xin quay cụ thể cái chiếc xe mà em muốn giới thiệu cho quý anh chị em khách hàng thân mến ngày hôm nay. Đó là cái xe 105, đăng ký đời 2011. Với cái số máy của 105 thì nó chỉ nằm ở đăng ký 2010, đúng năm nó sản xuất, nhà sản xuất nha anh chị em mình. Nhưng mà với cái xe này thì nó được đăng ký trễ và người ta mua năm 2011 người ta mới đi mua. Thì cũng giống như bây giờ anh chị em mình mà đi mua xe mới thì nó không còn số đầu cao, ví dụ như là số 2110, 109, 108, 107, mà bây giờ nó chỉ còn là 105 thôi. Bây giờ anh chị đi mua 105 thì nó còn hàng xe mới thôi, chứ còn nó không còn những cái số đầu cao nữa. Đây là một trong những cái xe chất lượng mà em xin giới thiệu đến quý anh chị em khách hàng. Đấy, lốc máy, tình hình lốc máy là nó sẽ đẹp và nó nguyên thủy như thế này. Đây là cặp cột theo xe nha quý anh chị em khách hàng mình. Đấy. Lốc thì trong quá trình dù sao thì cái xe này nó cũng khoảng tầm khoảng 10 năm, cho nên là nó có dày chữa, cho nên em bắn nhẹ cái lốc. Còn cái dĩa theo xe thì nó vẫn còn nguyên bản như anh chị em mình. Cặp vỏ thì những cái xe mà chất lượng như thế này thì em xin là đi cặp vỏ, đi lắp xịn. Đấy là cái xe nguyên bản. Thì cũng ngoài tính chất là trao đổi mua bán xe, nhưng mà với cái phương châm của em là sẽ cung cấp những cái xe rất là chất lượng, cho nên anh chị em mình nào mà có nhu cầu muốn tham khảo thì cứ ghé tại cửa hàng của em là 829 Lưỡi Bán Bách, phường Tân Thành, quận Tân Phú để mà tham khảo. Còn những anh chị em nào mà ở xa thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại. Đây, một cái xe thì 105,
đăng ký được 2011. Thì cái chất lượng xe thì nó sẽ y chang như là em nói thôi. Đó, thì em quay rất là cụ thể và từ từ cho anh chị em mình quan sát một cái xe nó cụ thể hơn, tỉ mỉ hơn. Đó. Còn một cái xe khác thì nó sẽ có giá là trên nhau từ 15 triệu hay thậm chí là 30 triệu, 20 triệu tùy theo xe. Ví dụ một cái xe mà nó lại rớt đầu rồi thì cái giá nó luôn luôn rẻ hơn phải trên 20 triệu. Còn một cái xe mà cũng chưa rớt đầu nhưng mà nó chạy 100 ngàn thì nó sẽ khác so với cái xe mà chạy khoảng cả tầm 20-30 ngàn hay mười mấy ngàn. Nó khác bởi vì là cái dàn hơi của nó, khi mà anh chị em mình chạy ít thì cái dàn hơi của cái xe nó còn rất là đầy hơi. Đấy, hoặc là nó không có bị giọng, nó không có bị hú. Đấy là một trong những cái yếu tố mà mình anh chị em mình đi mua xe thì mình cần quan tâm. Còn mua bán thì có rất nhiều cách để mà mua bán, nhưng mà mỗi người ta sẽ tìm một cái con đường và hướng đi riêng. Riêng em thì ngoài những dòng xe, tất cả em ngoài bán ra em đều thu mua tất cả các loại xe hai bánh, và sau này thì em cũng có thể sẽ xe hai bánh và xe bốn bánh, hay là thậm chí là những cái xe mà phân khối lớn em đều mua. Nhưng mà để mà với quan điểm là cung cấp ra thị trường những cái xe mà nó còn tương đối chất lượng á, em sẽ bán những cái xe cung cấp ra cho quý anh chị em khách hàng nào những cái xe tương đối còn chất lượng. Còn mua thì em vẫn mua hết, nhưng mà em sẽ chia lại cho những anh em đồng nghiệp nào mà người ta có những cái nhu cầu hay là những cái sản phẩm nào mà nó phù hợp với người ta hơn. Đấy, cũng là con 105 thôi, nhưng mà cái ốc tán của nó nè, những cái ốc theo dầu như thế này là đúng ốc zin, nó còn màu tím tím đấy với anh chị. Đấy thì mà cũng review sơ như vậy để cho anh chị em mình tham khảo. Ai muốn tham khảo thì hoặc là muốn coi xe cụ thể thì xin ghé ở cửa hàng là 829 Lưỡi Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Đấy, một cái xe thì nếu mà nó chạy ít thì đến cả cái dây của người nó sẽ cũng phản ánh được điều đó. Cái dây mà nếu mà anh chị quý khách hàng nào mà ngồi nhiều á thì nó sẽ mất đi những cái da mà như thế này, nó sẽ mình ngồi nhiều thì nó làm lỉnh đi, mất đi cái da gà này, nó không còn có rõ ràng. Đó. Không còn rõ ràng và nó sẽ không còn đẹp được như là cái xe zin như thế này. Đây là chìa khóa còn hai chìa. Bây giờ để tiếp tục trở lại với cái chiếc xe như hồi nãy thì để mình xin mở thùng ra để mình cho anh em xem cái chiếc xe bên trong nha anh em. Đấy, nắp xăng là còn 7 màu như thế này. Đấy, một cái xe thì tương đối rất là chất lượng. Cái xác xe này thì mình nói với anh em biết là nó tầm khoảng trên dưới khoảng cỡ để mà nắp dao mà còn màu như thế này, hay là cục máy mà sạch sẽ như thế này, thì chiếc xe này nó tầm khoảng trên dưới khoảng cỡ 20 ngàn nha anh em mình. Đấy, nhưng mà nhìn vào đồng hồ thì thấy 16 ngàn, nhưng mà với chiếc xe này thì theo kinh nghiệm của mình thì chiếc xe này nó tầm khoảng cả hơn 20 ngàn. Đấy, còn cái xe này thì cái giá mình báo giá luôn cho anh em mình là khoảng 105 đăng ký được 2011, đời 2010, nhưng mà cuối 2010, nhưng mà đăng ký được 2011. Cho nên cái giá này mình báo luôn cho anh em mình là mình sẽ bán là cái giá là 179 triệu. Đây là cái giá 179 triệu. Và một cái xe thác mà nếu mà cái vỏ, nếu mà anh em mình đi cặp vỏ mà IRC
hay là những cái vỏ khác không phải là vỏ Dunlop zin này. Vỏ Dunlop zin này thì nó bây giờ khoảng cả 3 triệu 7 3 triệu 8, nếu mà thợ người ta lấy người ta thay cho anh em mình. Cho nên riêng cái xe này mình sẽ bán và chốt giá cho anh em là 179 triệu. Đấy, nếu anh em nào có nhu cầu ghé tham khảo. Rồi thì mình đã quay một vòng về chất lượng xe cho anh em mình coi. Ngoài những cái xe này thì mình còn rất là nhiều xe còn lại, cho nên anh em nào mà có nhu cầu ghé tham khảo thì mình sẽ xét giá hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em mình nhé. Chào và hẹn gặp lại.